बाहुं सहस्रमभिलिम्नित सायुधं गिरिमेखलमुदित घोरससेनमारम् दानादिदं न विधिना जितवामुन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमंगलानि तं तेजसा भवतु ते जयमंगलानि। Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 31 tây tháng 3 năm 2018. Đây là bài pháp số 9 thuyết trong khóa thiền 20 ngày ở đại chúng Phước Sơn. Trong phần trình pháp vừa rồi có một câu hỏi liên quan tới đối tượng. Thế nào là đối tượng mà sao không quan trọng? Nhiều giả nói sư thường nói đối tượng không quan trọng. Đối tượng quan trọng cho sao không quan trọng được? Trong cuộc sống hàng ngày của mình, đối tượng của mình là vợ mình, là chồng mình, là con mình, là thân bằng thân thuộc của mình, quan trọng chứ. Vậy thì cái chữ đối tượng không quan trọng với là cái mối tương quan của mình với những người xung quanh của mình phải như thế nào đây? Đó là cái ý của cái viện giả hỏi. Sư đoán này vậy thôi, con sư cũng chưa chắc nữa. Tại vì sao cái phần mà giải thích của sư không trong cái buổi truyền pháp thì vị này cũng chưa có nắm được. Thật ra sư cũng không chưa có họ hiểu một cách cái một phốt ráo vì này cũng có cái gì, nhưng mà thôi bây giờ để sư đọc cho anh chị em nghe một vài cái bài pháp nhắc nhở mình về vấn đề đối tượng. Thưa sư, khi ngồi thiền con nhận ra rằng chỉ có tâm và đối tượng, không có ai trong này hết, chỉ có tâm và đối tượng, tâm nhận biết và đối tượng. Ví dụ như mình nói hôm nay cái chân tôi đau quá, đó là mình sử dụng ngôn ngữ tục đế. Còn nếu một người mà tu tập đã thấy có cái tâm nó nhận biết, có cái cảm giác nó khởi sanh, cái cảm giác này nó có thể làm mình dễ chịu hay khó chịu. Nếu là một cái cảm giác mà làm mình khó chịu mà mình biết tu tập để mình hiểu rằng đó là một hiện tượng tự nhiên thì nó không còn khó chịu được. Vậy thì đối tượng đâu có quan trọng vậy? Đối tượng theo định nghĩa là cái chi tâm nó nhận biết, đau nó nhận biết, không đau nó nhận biết. Thì về đứng về phương diện mà đối tượng mà nói thì cái đau không đau giống nhau. Đối với một người bình thường không có tu tập, họ đau ốm, họ cục bộ cái không sức cái nó một xiên não cái đó. Còn cái người mà có tu tập như sư kể trong cái câu chuyện, một cái cô Phật tử học trò của ngài Hòa Thượng Sự Minh, cô này thì có đau, Hòa Thượng hỏi đau không, tình trạng của cô như thế nào? Giờ thưa sư con đau đấy, nhưng mà không thấy đau, con chỉ thấy pháp bảo thôi. Như vậy đối với vị này, cái đau này là cái cơ hội để học hỏi này, một cơ hội để mà rèn luyện cái tâm của mình. Vì vậy đau đau thành vấn đề, đôi khi còn muốn đau nữa. Đó, cái vị nắm quả ý như vậy. Hoặc giả là trong cái câu chuyện thì kể nói rằng là có một sư cô đó, sư cô đó cổ mà hành thiền được, cô hỏi thiền sư gì cho phiền não, thế nào mà gọi là lấy phiền não làm đối tượng. Thì thiền sư nói rằng là khi mà tham sân si nó khởi sanh, hãy quan sát nó qua thử sao, coi sư cô có học được cái gì không. Nói thì sau đó cô quan sát cái tâm cô cũng thấy cô có cái tâm luyến ái đối với một vị sư khác. Cứ mỗi lần gặp vị sư này thì cô tránh né, cô sợ lắm, rồi tâm ái nó khởi sanh. Đó thì cô nói con nhớ lời sư, do đó khi mà con gặp cái sư đó rồi, ở trong một cái trường hợp mà con không tránh được thì con ngồi đó cũng quan sát tâm con. Hóa ra con mới hiểu rằng là trong này nó ái cũng có mà không ái cũng có, nó nói tới cũng có mà nó nói lui cũng có, chẳng phải một tâm đâu. Và khi mà mình hiểu rằng nó chỉ khởi sanh như vậy là bởi vì sao? Là bởi vì mình chưa có tu tập giỏi, cái tâm mình, tâm tham, tâm ái của mình nó còn, thành ra nó khởi sanh.
Hiểu như vậy rồi tự nhiên tâm nó yên ổn. Như vậy thì một cái đối tượng dưới con mắt của một người thế gian là xấu, đó là tâm ái. Mà một người hiền giả có tu đâu có xấu. Vậy đối tượng xấu, đối tượng tốt, đối tượng như thế nào không thành vấn đề. Tâm của bạn với đối tượng như thế nào, cái sự phản ứng của mình với đối tượng, cái này là cái quan trọng. Hoặc giả là mình nói rằng khi mình ngồi thiền mình nhớ lại những câu chuyện đau khổ trong quá khứ. Ví dụ như có một cô ở tại Phúc Sơn, mình qua bên đó. Trong khi người ta cho trình pháp, người ta thấy cô kia cô trình, cô nói rằng là cô thấy cô tâm cô nhớ lại những cái sự mà đối xử mà tàn tệ của ông chồng của cô hồi trước, vân vân. Thì mới chỉ nghe đó thôi thì cô la lên này cái gì. Cô nói tôi cũng vậy. Câu chuyện nó xảy ra 30 năm rồi. Ông đánh tôi mà đến nỗi mà sảy thai luôn. Tôi có bao giờ tôi quên nổi cái nỗi đau khổ này đâu. Và cô mình nhìn cái người mà trình pháp là cũng phải là tiếp viên cô trình pháp, nhưng mà người khác trình pháp mà cô nói cái tâm của cô, thì mình thấy giống như là cô nghĩ rằng là có ông chồng đứng đâu trước mặt hẳn, ông đang đánh đang đạp cô làm cho cô sảy thai. Nhưng mà tu tập một thời gian rồi mình thấy rằng khi mình ngồi yên thì tâm mình nó nhớ lại chuyện quá khứ. Tâm mình yên rồi thì những cái chuyện gì mà đau khổ trong quá khứ nó phải nhớ lại. Vui nó cũng nhớ lại mà buồn nó cũng nhớ lại. Mà trong cuộc đời của mình thì buồn nhiều hơn vui, vì vậy mình thấy toàn chuyện buồn không à. Đó là cái lúc mà gọi là thân tử đó quý vị, sắp sẽ chết rồi. Sắp sẽ chết là những cái chuyện buồn, những đau khổ trong cuộc đời của mình nó sống trở lại. Thiền sư nói ký ức không bao giờ được xóa nhỏ. Ký ức sẽ không bao giờ xóa nhỏ trong tâm của bạn. Bạn phải nhớ gì? Câu chuyện gì nó xảy ra bao nhiêu nữa, có lâu bao nhiêu nữa cũng không, nó không có đi với thời gian đâu. Nó cũng mất ở trong cái bóng thời gian. Thời gian không làm xóa mờ cái ký ức. Thời gian chỉ làm cho bạn dịu bớt đi, bạn bớt cái sự đau khổ. Cái thời gian không xóa mờ ký ức. Mà mình tu tập để ký ức sống trở lại, tâm mình có phản ứng này, mình có khổ này. Cái đó là cái quan trọng. Người bị là nhớ lại một cái câu chuyện đau khổ là một cái đối tượng nó rất là xấu, phải không? Với con mắt của thế gian. Nhưng mà với người tu, mình biết chuyển hóa nó. Mình nhìn nó như là đối tượng, mình chấp nhận nó mà. Đó, tu không tu là ở chỗ này. Vì vậy người ta mới nhắc mình là đối tượng không quan trọng là vậy đó. Cái đối tượng thực ra là cái cơ hội để mình học hỏi rất là nhiều, nhưng mà so với cái tâm nó quan trọng hơn nhiều. Tâm quan trọng hơn đối tượng. Tâm phản ứng trước đối tượng, tâm buồn, tâm vui, tâm hờn, tâm giận, tâm ghét, tâm thương, bất cứ tâm gì, cái này là bạn phải cần phải lo. Chỉ nhớ có một lần đó, thiền sư thầy của sư có được chiếc xe mới thì mua chiếc xe về, xe mới thích lắm, khoe với hết người này tới người kia. Và thì trên xe nó có một gắn một cái hệ thống là âm nhạc nó rất là hay, rất là chuẩn. Người ngồi trước nghe, người ngồi sau cũng nghe. Đó thì hôm đó họ đi không biết đi đâu, đi nhà Phật tử như thế nào đó, thì ông hỏi sư muốn lên xe ông ngồi không thì sư nói được. Thì ông ngồi bên tay trái, ông tài xế ngồi bên tay mặt, rồi phía sau lưng là sư ngồi. Đó thì ngồi chừng chặng lúc thì thấy ông lấy tay ông cổ quậy vặn vặn gì phía trước, sư hỏi của thầy làm cái gì vậy. Ông nói để yên là sư sẽ biết. Rồi cái một lát rồi mình nghe nhạc nó trỗi lên, và đây là những cái bản nhạc mà không có lời, bản nhạc toàn bản nhạc Tây phương không. Thì trong có một cái bản nhạc là sư biết lúc mà sư còn nhỏ, ở đây là cũng có cỡ 20 mấy tuổi rồi, của hai ông nhạc sĩ người Mỹ, hay quá hay. Đó thì khi mà cái điệu nhạc này nó trỗi lên á, thì cả một cái vùng trời kỷ niệm quá khứ sống trở lại trong tâm của sư. Thì trong khi mà sư đang bàng hoàng như vậy thì ông tắt máy. Nói, ủa sao vậy? Ông nói tôi muốn biết suy nghĩ thế nào. Thì khi mà ông đặt cái câu hỏi đó thì bị cái tâm của sư nó chưa có ổn, thì sư trả lời thì xe của sư muốn mở máy, tắt máy thì quyền của sư thôi, tôi đâu có làm gì được đâu.
Thưa mấy, đây này, đây là cái điểm mà tôi muốn nhắc sư. Sư thấy không, đối tượng sư đâu có xử lý được. Sư ở chùa thì sư không có ai, nhưng mà sư đi về nhà thì sư thăm bạn bè, sư thăm cha mẹ, sư thăm anh chị em, họ sinh hoạt bình thường. Thì họ mở băng nhạc thuyết Nga thuyết Phượng ra, họ nghe trước mặt mình nhảy đùng đùng đó, nó bảo bạn chịu nói không. Sư về nhà em của sư rồi nó mở cho mình coi, thì chẳng lẽ người ta về đây ngồi đó rồi mình đứng dậy mình đi thì cũng được, chẳng ai nói gì hết. Thì ông nói sư thấy không, đối tượng sư không xử lý được, mà sư xử lý cái tâm của sư thôi. Tôi mở cái gì không thành vấn đề. Sư nghe khi những cái kỷ niệm nó sống trở về, sư quan sát cái tâm của sư. Mà cái kỷ niệm mà sống trở lại là cái gì, là cái tâm mình dính mắc. Trong cái kỷ niệm phải có bạn bè, có bạn bè của mình rất phần nhiều là nhiều, mà có người yêu của mình nữa. Mình đi đâu xa xưa mình đâu có nhớ cha nhớ mẹ, mình nhớ người yêu của mình không à? Có dễ không? Ác ôn vậy đó. Đồ có đồ thiệt là bất hiếu quá. Nhưng mà nó dễ mà, cái tâm nó dễ làm sao này? Cha mình mẹ mình không nhớ, đó là những người mà hy sinh cho mình rất là nhiều mình nhớ. Đi đâu mình chỉ nhớ cái bộ của mình không? Đó khi mà mình thấy được như vậy rồi đó, thì mình thấy rằng sau này con cái mình như vậy thì cũng thấy thôi, cháu chắc mình cũng có vậy cũng được thôi, không có sao hết. Tức nghĩ mà là cũng ok thôi, ok là cũng chịu thôi, chứ làm sao? Cái đường đi của nó như vậy mà. Vậy thì một vài cái câu chuyện để nhắc nhở quý vị rằng đối tượng không quan trọng, cái gì nó xảy ra bên ngoài không quan trọng, tâm mình phản ứng như thế nào đó là điều quan trọng. Hãy tu càng nhiều thì bớt phản ứng, bớt phản ứng thì bớt khổ. Không tu thì phản ứng, đụng đâu mình phản ứng đó, phản ứng thì khổ thôi. Đó cái chuyện người ta ở bên ngoài không có gì cho mình đem bộ, mình nói, mình bàn, mình cãi, làm đủ thứ chuyện, không ăn nhầm gì cho mình hết trơn, có phải là mình khổ không? Mình phê bình người này, chỉ trích người kia, mình nói vậy, nói kia, nói nọ, rồi vậy mình nói toàn cái tâm sân thôi mà. Rồi cái người kia còn xúi vô nữa, đổ dầu vô trong lửa nữa. Mình thấy mình có lý quá, mình thấy mình đúng quá, nói lát tâm sân đổ lên đứt cầm máu mà chết rồi. Khi ngồi thiền con nhận thấy chỉ có tâm và đối tượng. Nhưng thưa sư, trong cuộc sống thì ngược lại, tâm của con nó vừa phân biệt đối tượng này tốt, đối tượng kia xấu. Nó đánh giá, nó phân tích, nó phê bình, nó phán xét. Con thường phải nhắc tâm rằng đối tượng chỉ là đối tượng. Nhưng phiền não thưa sư nó vẫn lấn lướt và chưa chấp nhận điều mà con tư duy. Con nhắc hoài đối tượng chỉ là đối tượng. Đó, cái cô kia rất là nhiều chuyện, cô đi nói xấu mình chẳng hạn. Có nhiều chuyện, cô bày ra những cái chuyện mà mình không có chẳng hạn. Thì khi gặp cô đó là con thế nào con thương được cái trơn này. Vì vậy trong tâm con nó bắt đầu nó nói, nó phân tách, nó đánh giá, nó phê bình, nó phán xét, nó chỉ trích, nó làm đủ thứ chuyện. Thì con nhắc con, đối tượng chỉ là đối tượng. Nhưng mà phiền não thì không, nó không có nghe. Phiền não nó làm cái điều của nó à. À, ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy đây là cái chỗ rất là trang nghiêm này, chỗ đây mình tu tập này, mình hành thiền này, có vậy không? Tất cả những hành giả thiền sinh tới đây đều giữ gìn thân khẩu ý rất là trong sạch, nghiêm túc vô cùng tu tập. Nhưng mà quý vị thấy mấy con chó thì đâu có biết vậy. Thế mà con chó được, mà thấy con chó cái là nó chỗ nào nó cũng làm hết trơn. Như vậy thì nghĩa là sao? Đối với cái loại bàn sanh thì nó không có trí tuệ. Thế mà khi điều kiện tới thì nó làm theo quán tính của nó thôi. Thì mình, cái người không tu mình sẽ như vậy đó quý vị. Khi mà mình tức rồi là mình làm rất là dữ, bất chấp rồi. Dù cái đối tượng là cha mình, là mẹ mình, là thầy tổ, là trưởng lão, sư phụ của mình, là mình làm lát hết. Mình sửa xong rồi mà. Con thường nhắc con, đối tượng chỉ là đối tượng, nhưng mà tâm con nó không nghe, tâm con nó làm theo cái quán tính của nó, thì giống như con chó con mèo nó làm theo quán tính của nó mà, nó đâu có cần chi tới cái chuyện mà ai tu hành hay không tu hành,
Nhưng phiền não vẫn lấn lướt và chưa chấp nhận được điều mà con tư duy. Thiền sư trả lời: bạn chưa hiểu thế nào đối tượng chỉ là đối tượng do sự có mặt của phiền não. Khi mà phiền não nó dấy khởi lên rồi thì bạn không có thể nào phân biệt được đối tượng chỉ là đối tượng đâu. Tâm tham, tâm sân nó đang có mặt, bạn không hiểu đối tượng là đối tượng. Bạn không hiểu đối tượng chỉ là đối tượng. Vì vậy tôi khuyên bạn hãy quan sát và ghi nhận phiền não này trước. Quan sát cái tâm khó chịu, cái tâm tham, tâm sân, tâm phê bình, tâm chỉ trích, tâm kè cử, tâm nói đủ chuyện trong này. Khi phiền não giảm, bây giờ hành giả trở lại quan sát đối tượng sẽ hiểu đối tượng chỉ là đối tượng. Cái lời người ta nói thật ra đâu có khó, có nhầm cũng nhầm vào gì đó, mình chấp vào trong một cái gì đó. Cho tới lúc nào mà tâm mình yên rồi mình nghĩ thì cái lỗi này nó không phải là lỗi tại người ta, mà là lỗi tại mình nhiều nhất. Mình chấp cái ý của mình, cho đó mình hờn, mình giận, mình bực, mình bội. Cũng một cái câu nói đó, người khác không có sao hết trơn mà đối với mình rất là bực. Là tại vì mình chấp tôi ta, mình cho rằng mình hay, mình giỏi, là cho mình tốt, cho mình như vậy như kia kia nọ, mà cái người này họ đi họ xuyên tạc của cái xấu mình, vân vân. Vì chưa hiểu đối tượng chỉ là đối tượng, muốn biết là đối tượng chỉ là đối tượng thì bạn cũng có sự tu tập nhiều bạn mới hiểu. Như hồi nãy sư nói đó, khi một cái phiền não khởi sanh thì là một cái đối tượng rất là xấu, phải không? Nhưng mà mình có tu tập, mình quan sát, tự nhiên tâm mình dịu xuống rồi. Như vậy thì đối tượng là xấu theo cái tiêu chuẩn thông thường, nhưng mà tâm mình đâu có xấu. Tâm mình rất là yên ắng, tâm mình rất là yên ổn, tâm mình rất là vắng lặng, tâm mình không phản ứng. Vì bạn chưa hiểu đối tượng là chỉ là đối tượng, vì vậy mỗi lần mà bạn nói đối tượng chỉ là đối tượng, thế là bạn chỉ tụng kinh mà thôi. Bạn tụng à, đối tượng chỉ là đối tượng, đối tượng chỉ là đối tượng. Mình nói như vậy nhưng mà không, nó không tác động tới tâm của mình. Là bởi vì sao? Là bởi vì mình chưa có hiểu. Muốn hiểu đối tượng chỉ là đối tượng, tâm của bạn phải trong sạch, tâm không phiền não. Bây giờ trí tuệ sẽ sanh lên, giúp chúng ta hiểu thế nào đối tượng chỉ là đối tượng. Chuyện cần làm là phải lo phiền não trước. Đối tượng chỉ là đối tượng là phần của trí tuệ. Trí tuệ không có cho nên phiền não mới xuất hiện. Chuyện cần làm là chỉ nhắc phiền não chỉ là đối tượng và quan sát nó. Đây là mình nhắc thôi. Rồi ta hỏi, mình cứ nhắc hoài vậy sao? Không, tới khi mình hiểu là cần chỉ nhắc nữa. Mình hiểu là đây là một cái người mà chuyên môn họ kiếm chuyện với mình. Họ là người bị tâm thần chẳng hạn. Ví dụ như vậy, mình khám phá ra người này nó không nói tầm bậy bạ mà nói với tất cả mọi người, chứ không phải chỉ nói với riêng mình. Thì mình đâu có buồn, đâu có phiền nữa, đâu có cần nhắc nhở gì nữa, phải không? Như hồi sáng sẽ lấy một ví dụ đó. Hồi trước là sư hút thuốc rất là nhiều, cũng hút nhiều nhưng mà có hút thuốc. Cho tới một lúc mà khi mà sư đi thiền tập ra được cắt đi, cắt khóa thiền là không cho hút nữa. Bây giờ bắt đầu có thói quen nó bỏ thuốc. Lúc bây giờ mình thấy cái thuốc lá nó rất là hôi hám, cái dơ dây nó nhớp nhúa mà nó mịn hoàng nữa. Hút vào thì miệng nó hôi nè, áo quần hôi nè, cháy nè. Rồi cái mùi đâu có dễ chịu gì với những người xung quanh đâu. Rồi đó là chưa kể bệnh hoạn nữa. Vì vậy để mà bỏ thuốc thì sư phải sử dụng rất nhiều cái tư duy để mà sư vượt qua cái cơn nghiện, có vậy không? Còn nếu mà quý vị là cái người mà không hút thuốc, mắc mấy gì nói. Ví dụ là cái bà của cô Việt Nam đâu có ai hút thuốc đâu, có vậy không? Thì cần chi phải nói không, thuốc là rất là hại, thuốc nó làm độc, thuốc nó dậy, thuốc nó kia, thuốc nó đỏ. Mình không hút thuốc mà. Mình hiểu rồi, mình hiểu cái này là không phải của mình, không phải cái hệ của mình. Cái này cũng chả có tốt gì, mình biết chắc chắn gì vậy, hiểu rồi thì thôi, không nói nữa. Không cần chi phải nói nữa. Hay là ví dụ như, đây là những cái ví dụ mà đời thường sư lấy để sư giải thích những cái điểm mà sư muốn nói, nó có thể nó không đúng. Nhưng mà hy vọng rằng là những cái ví dụ này giúp cho quý vị hiểu được cái chữ đối tượng là đối tượng. Lấy ví dụ đây có một người mình thương rất là nhiều. Đây là một cái câu chuyện thật ở trong đời thường, người Phật tử là họ lại nói cho kể cho sư nghe. Thì cái cô này cô thương cái anh nó ghê lắm. Thương cả lúc ở Việt Nam, thương luôn ở bên Mỹ nữa. Mặc dù đó có hai ba đời con, hai ba đứa con với nhau rồi mà cô thấy cái tình thương của ông chồng, có đối với ông chồng mà cô thương ghê, thương ông ghê rất. Bởi vì cô nghĩ rằng là cho tới bây giờ cô không bao giờ cô tái giá nữa, cô không có lấy chồng khác,
mà cho dù có lấy người khác nữa thì cô nói không có người nào mà tốt bằng ông đó đâu. Đây là một cái anh chồng rất là lý tưởng. Nhưng mà khi mà cô qua tới Mỹ rồi đó, cô đi với đứa con cô trước, anh này làm bên cái ngành không quân, anh nó đi sau. Thì khi mà tới Mỹ rồi đó, là tự nhiên anh đèo thêm cô nữa. Mà dòm cho kỹ cái cô này là ai, là cái con nhỏ nó làm việc cho mình. Rồi cô hỏi tại sao vậy? Tại sao mà sao bộ anh không thương em, sao mà anh đi lấy nó nữa? Thì quý vị biết ông trả lời sao không? Em cứ đi chùa hoài mà, em cứ đi chùa, em hôm thì sám hối, hôm thì làm lễ này lễ kia lễ nọ. Vì vậy thì ở nhà thì em giao cái sập hàng cho nó, thì anh phải tới, anh phải khóa cửa phải đóng, thì mới chở nó về, chứ bây giờ ai chở nó về? Chở ra cái dính nó hồi nào mà. Thì bây giờ cô mới hỏi, vậy thì bây giờ giữa em với nó anh lựa ai đây? Thì anh trả lời là bây giờ nó đang có thai mà, làm sao mà anh bỏ được. Thì cô nói khi mà con nghe như vậy rồi thì cái tình thương của con hết xong rồi. Một người mà mình yêu thương bao nhiêu năm tháng rồi, từ lúc còn nhỏ cùng đi học chung với nhau, rồi tới đây lớn rồi tới qua bên Mỹ có con có cái với nhau vẫn còn yêu thương nhau nữa, mà bây giờ mình khám mắt thật sự là họ không có thương mình, bỏ đi thêm người khác, thì cái sự hiểu biết này nó tới rồi, hiểu rồi thì cô quyết định cô bỏ anh. Cô nói thôi bây giờ anh ở đó anh sống với nó đi, tôi bỏ tôi đi qua Cali. Cô đem cái đứa nhỏ con của trai của cô đi qua bên Cali sống, hai mẹ con sống với nhau. Tôi nói hồi trước thì con đau khổ là biết, là bao nhiêu đau khổ vì con cũng có nghi, nhưng vì là người tu hành của mình không dám nói gì nhiều, mà anh cũng rất là dễ thương nữa. Cho tới khi mà thật mắt mình thấy rõ ràng là bây giờ anh thương một cái người khác và anh muốn lo lắng, anh quan tâm tới cái người đó rồi, thì cô nói cái tình thương của con tự nhiên nó chấm dứt. Lúc bây giờ con cũng chẳng cần ai khuyên con đừng có khổ, con hiểu rồi. Con hiểu cuộc đời của mình như vậy, tới năm nay là mình dân như của mình hết rồi, nó tách ra thôi, tách ra rồi mình chấp nhận vậy thôi. Lúc đầu con cũng sốc cái lắm chứ phải không, nhưng mà mau lắm chút là hiểu liền. Thì cô có thắc mắc, thắc mắc là tại vì sao hồi trước cái tâm của mình như gì vậy, mà sao tâm này nó như vậy, là tại vì hồi trước giờ mình chỉ nghi mà thôi. Thì vì chính mắt mình thấy rõ ràng này là cái người mình rất là thương này, ăn ở với nhau biết bao nhiêu năm rồi, và bây giờ họ đi lấy người khác. Hiểu rồi thì thôi. Khi cái sự hiểu biết nó tới, tâm của chúng ta có sự chấp nhận, tâm bình thản, tâm thoải mái đó. Thì quý vị thấy tu tập là vậy đó. Tu tập để mình hiểu rằng thế những cái phiền não này là những cái hiện tượng tự nhiên này. Mình có làm gì thì mình có nói cái gì chăng nữa, thì nếu mà mình không tu không tới thì phiền não nó còn ở trong này, nó tiềm ẩn ở trong này, thì nó bộc phát ra. Nó như ung thư vậy đó. Ung thư mà chữa cho tận gốc, còn ung thư mà chữa không tận gốc, nó còn trong này, cái gốc ở trong này thì nó đổ ra hoài. Như vậy bạn nhớ rằng khi một cái tâm của bạn, khi tâm của bạn nó chưa có sự hiểu biết, vì nó phiền não quá nhiều thì bạn chỉ hiểu thế nào đối tượng chỉ là đối tượng. Bạn mượn cái phần thông tin của thiền sư để nhắc cho bạn nhớ rằng đối tượng chỉ là đối tượng, nhưng mà nghe không nghe là tùy theo cái sức tu tập của mình thôi. Vì vậy khi quý vị nghe những bài pháp của sư, quý vị thấy nó rất là hay, nó đúng quá, nó hợp lý quá, nhưng mà về nhà quý vị tập, quý vị thấy làm rất lắc, là rất bớt à. Tại sao? Tại vì quý vị đã tập ra tới đâu. Mỗi năm sư đi qua bên thiền viện, sư giúp đỡ cho Phật tử Việt Nam, sư thông dịch, sư làm cái công chuyện Phật sự đó. Sư khám phá ra một điều là càng qua bên nó bao nhiêu thì mình nghe ông thiền sư nói những cái chuyện mà mình chưa có làm được, chưa hoàn toàn chưa làm được. Đến nỗi mà sư hỏi tới hỏi luôn hoài thì ông hỏi không ấy, sư chưa hiểu mà tôi nói cái gì. Lúc đầu sư tự ái vậy lắm, sư khổ vậy lắm. Bây giờ có chỉ đâu khổ, không hiểu thì không hiểu thôi. Bây giờ mình muốn mình hiểu, muốn sao được, mình mới tu mình mới hiểu thôi. Chỉ có một cái kinh nghiệm của một cái Phật hành giả đó, cổ nói, sư tân sư nói sao mà ngộ vậy. Ông nói không ngộ đâu,
Nó phải kinh nghiệm như vậy. Mà cái cô này đấy nghe, không phải là cô là cái mà tu nữ đâu, hay là người xuất gia, hay là người mà tu tập nhiều năm. Cô là ở ngoài Hà Nội của cô. Nhỏ à, có 20 mấy tuổi à. Quý vị biết cô nói sao không? Con thấy một cái chú, chú bác cái bình nước lên trên tầng trên cho các Phật tử ở trên lầu uống. Chú này thấp người và bác một cái bình nước rất là nặng, ít nhất có cái 10 kg, 20 kg, nó xuống biết bao nhiêu bình nước mình thấy thường đó. Thì khi mà con nhìn chú, con thấy tội nghiệp quá. Tâm con nó nói vì một miếng nước thôi, đáng lẽ là mình trẻ mình có thể đi xuống dưới để mình lấy được, mà tại sao mà bắt cái người này đi lên bưng một cái thùng nước như vậy? Mà chú này chú làm với cái tâm rất là vui vẻ. Thì cái cảm xúc của con nó mạnh quá. Vì vậy con nhớ lời thiền sư dặn rằng là nhớ quan sát cái tâm. Khi con quan sát được cái tâm rồi đó, thì con nhìn, con thấy, con chánh niệm trong cái nhìn, thì cái hình ảnh của chú này mờ. Đây là một cái vấn đề thuộc về kinh nghiệm. Nếu mà anh chị em không hiểu thì đừng có tìm kiếm gì. Có không còn thấy chú đâu nữa, con chỉ thấy một bóng mờ thôi. Vì vậy cái ý nghĩa mà khổ lạc, tội nghiệp không tội nghiệp, hoàn toàn biết mất. Chú thực sự nói đúng rồi. Khi bạn chú ý tới tục tế thì phiền não nó khởi sanh. Còn bây giờ bạn để ý tới chân đế, tức là bạn chỉ thấy tâm thấy mà thôi. Nó thấy là mình chỉ biết nó thấy, nó nghe là mình chỉ biết nghe thôi. Mình không cần để ý tới nghe cái gì, thì tự nhiên phiền não không thể nào phát sanh được. Cái hình ảnh tự nhiên nó phải mở. Sư có kinh nghiệm được đâu, sư có biết được đâu. Sư không biết được thì ông Trường Sư nói khi nào sư biết là sư tính. Nhưng mà cái kinh nghiệm này đúng ạ. Nghe không? Cứ mỗi năm mình đi qua như vậy, mình nghe mình mới thấy rằng là trời ơi, mình cần tu vô cùng. Vì vậy thật ra là sư đi làm thật sự, sư giúp đỡ người khác, nhưng mà người khác cũng giúp sư rất là dữ. Nó cả hai chiều trong cái không. Bởi vậy rồi bây giờ tâm mình dính mắc vào đó. Khi ông thiền sư, ông cho sư làm nữa, ông nói không, tôi nhờ người khác, là sư bổ điên lên sư làm ông sụp. Má nào mình cũng bị phiền não nó vây hết rồi. Sư chỉ hé cho quý vị thấy một chút xíu như vậy rồi, còn nhiều nữa quý vị chưa nói tới đâu. Khi mà mình để ý tới cái tâm mình thấy trong này không như mình nghĩ, và cái này đúng này, cái này là chánh kiến này. Thưa sư, lúc mới tập con thấy đối tượng và tâm nhận biết là hai. Đây là một cái bài pháp của một cái người đã biết thế nào là gọi tâm biết. Lúc mới tu con thấy đối tượng và tâm nhận biết là hai, nhưng càng quan sát thấy chúng khăng khít như một. Trong thực tế chúng có hai đấy, nhưng mà như bóng với hình, hình bóng xuất hiện cùng một lúc nên thấy như một. Thật sự nói đi này đúng quá, rất là sống động. Con thấy đối tượng, đồng thời con thấy tâm nhận biết. Lúc mới tu con thấy có đối tượng, có tâm nhận biết, như là hai cái thực thể nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng càng quan sát thì con thấy không phải rồi. Hễ mà thấy là đối tượng mà có thì tâm biết nó có, tâm biết nó có, tâm quan sát con được. Trước giờ con không biết. Thì thật ra đó, nó là hai đấy, nhưng mà như bóng với hình. Do đó mình có cảm tưởng như là một. Thực sự nói đây là một cái ví dụ rất là sống động, rất là đúng. Thưa sư, lúc ngồi con quan sát nhiều đối tượng, quan sát hình ảnh, quan sát câu chuyện quá khứ, tốt có xấu có. Một số đối tượng rất rõ, một số đối tượng không rõ, chỉ thoáng qua mà thôi. Thiền sư trả lời, hình ảnh câu chuyện là đối tượng, là khái niệm. Tâm nhớ lại những chuyện này là tâm, là chân đế, đối tượng của thiền tứ niệm xứ. Khi bạn ngồi thiền, những cái câu chuyện trong quá khứ nó trở lại. Câu chuyện là câu chuyện gì? Thiền sư nói cái này là thuộc về khái niệm. Đối tượng mà đối tượng khái niệm. Còn cái tâm nó đang nhớ lại, và bạn thấy được cái tâm nó đang nhớ lại những cái chuyện quá khứ, thì cái tâm nhớ lại này là chân đế, là pháp chân đế, là đối tượng của thiền tứ niệm xứ. Hồi nãy là mình nói này, cái cô kia rồi, cô nhìn cái chú lao công, tâm của cô thấy tội nghiệp quá, thương xót quá, cực khổ quá, trời ơi cái người sao mà không có thiếu phước quá, vân vân.
Nhưng mà khi mà cô để ý tới cái tâm nhìn thì cái phiền não nó biến mất. Như vậy để ý tới cái người nào làm cái gì như thế nào đó là mình để ý tới đối tượng. Mà đối tượng này là đối tượng của cái thấy mà là khái niệm. Cũng trong cái nhìn hết trơn mà mình chỉ đối tượng, mình chỉ nhìn, chỉ biết có cái tâm đang nhìn thì bạn đang quan sát chân đế. Mà khi quan sát chân đế thì không có phiền não. Thưa sư, khi đối tượng rõ, tâm chạy theo, con chánh niệm và quay lại trong thân nhưng lại bị nhức đầu. Quý vị, vì nào muốn đối tượng rõ này, quý vị nghe cái ví dụ này. Khi đối tượng rõ, tâm chạy theo đối tượng, con chánh niệm, con biết tâm con nó bị hút vào trong đối tượng, con quay trở lại trong thân của con, nên tức là con quan sát đối tượng khác thì con cảm nghe nhức đầu. Đây là bởi vì khi mà đối tượng rõ thì mình ưa chú vào trong đối tượng. Khi mình chú vào trong đối tượng thì nó phải nhức đầu bởi mình dùng sức mà. Nhức đầu vì hành giả để ý tới nội dung của câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Hãy tự nhắc mình ký ức là tâm không tốt không xấu. Thiền sư nói cái này, cái câu chuyện mà trong quá khứ nó trào trở lại, bạn ngồi đó và bạn để ý tới cái câu chuyện. Bạn để ý tới câu chuyện tức là bạn để ý tới cái phiền não của mình. Bạn nhớ rằng hồi đó người nào đã hại mình, người nào đã làm cho mình đau khổ, như cái trường hợp của cô kia đó. Cô nhớ lại cái chuyện mà 30 năm về trước ông chồng cô, ông đánh cô, ông đạp cô đến nỗi hưởng sảy thai luôn. Thì nghe một cái câu chuyện như vậy thì cái tâm nó chạy theo đó, tâm chạy theo tâm phải đau khổ. Mà đau khổ thì đủ thứ chuyện nó xảy ra. Nhức đầu là khó chịu, là mình thấy là tăng xong rồi của mình đã lên vong vật. Nếu không làm được như vừa nói thì có thể quan sát trạng thái tâm khi những hình ảnh hay câu chuyện này xuất hiện. Tâm thích hay không thích những câu chuyện này hay những hình ảnh này. Thưa sư, trong khi thực tập, đây là một cái phần trình pháp có nhiều cái đoạn khác nhau. Nhưng mà nói những nhiều cái đề tài mà nó liên quan tới cái sự tu tập của chúng ta, do đó sư đọc tiếp cho quý vị nghe cái phần khác, cái vị này trình. Nhiều lúc trong việc thực hành thiền, con gặp rất là nhiều khó khăn. Hay đôi khi có kinh nghiệm mới, hiểu biết mới, muốn trình nhưng đến ngày trình pháp thì thấy không quan trọng, không còn phù hợp nữa. Vì thế con thôi, con không trình lên cho thiền sư. Trong lúc thực hành con gặp rất nhiều khó khăn. Đôi khi con kinh nghiệm cái chuyện mới, con hiểu biết mới. Con có cái sự hiểu biết, nghĩa là bây giờ nó cái kinh nghiệm nó khởi sanh lên, con quan sát đối tượng, quan sát tâm con. Bây giờ con có cái sự hiểu biết, hiểu biết là hoàn toàn mới. Thì cái tâm nó thúc đi gặp thiền sư để mà trình. Nhưng mà một thời gian lâu 3-4 ngày không có gặp được thiền sư, rồi cái kinh nghiệm nó lặp tới lặp lui hoài, rồi mình thấy cũng chẳng có cái gì quan trọng, cũng chẳng có cái gì cần phải trình lên thầy hết trơn. Không, kinh nghiệm gì bạn cũng có thể trình cả, kinh nghiệm lần cuối cùng cũng được, có sao đâu. Bổn phận của bạn là tu tập là đi gặp thiền sư để trình những cái kinh nghiệm của mình. Tại vì sao mình trình với thiền sư là tại vì cái người thiền sư ra ngoài kinh nghiệm tu tập của họ rồi còn có phần mà hướng dẫn giúp đỡ người khác nữa. Vì vậy họ nhìn cái vấn đề rất nhiều cái cảnh khác nhau. Mà cái người mới tu chưa thấy. Cũng giống như là một cái người nào đã làm cái công chuyện nó nhiều năm nhiều tháng, đạt cho một cái công ty nào đó 2-30 năm chẳng hạn, họ rất là kinh nghiệm. Nhưng không những là họ biết câu chuyện rồi mà họ biết cái nội bộ của công ty nữa. Thì nó có những cái mà mình thấy là đúng đấy, nên nói, nhưng họ nói mình là đừng nói, qua cái đã, nói cái này ra là nguy hiểm lắm, nói sổ sách mà, sổ sách thì sổ sách thôi, đi đi đi, nào, cái này là cái kinh nghiệm sống này, sổ sách đấy, nhưng mà cái trình ra ai, đừng cứ nói ra, bởi vì nói ra có thể là gây phiền não, mặc dù sổ sách rất là đúng rồi đấy, có một cái cô đó, thưa quý vị, cái này đây là một cái câu chuyện là cũng hơi riêng tư, nhưng mà cái cô này bây giờ cô hết làm cái nghề này rồi. Và cô đem cô kể cho tôi nghe thì cô làm cái nghề kêu bằng là nghề nắng xương, chỉnh xương, bác sĩ về chỉnh hình, khoa chỉnh hình, chiropractic ở bên Mỹ. Cái này rất là thông dụng, là bởi vì khi nằm bị tai nạn rồi vậy đó thì nó lại nó bóp, nó chỉnh cho mình là vậy đó, cho mình uống thuốc rồi nữa. Mà phần thuốc thì sư không biết rõ, mà sư biết cái mấy người này cái móng tay họ rất là mạnh, họ bóp xương, họ nắng xương ghê lắm, giỏi lắm. Ê, thì cái cô này cô nói rằng là đó, có một lần cô làm, cô ra trường xong rồi cô đi làm, rồi thì cô đi làm thì cô đi
đi hợp của hợp tác với một người bác sĩ đã có một cái phòng mạch, bác sĩ về chỉnh xương chỉnh hình, thì cô nói rằng khi mà con tới thì cô giao cho con điều hành cái phòng mà cái phần mà cái hồ sơ của bệnh lý của bệnh nhân đó. Thì khi mà tại vì khi một người bệnh mà tới thì họ nói rằng là họ là bệnh nhân của nhà thương của cái phòng mạch đó, thì cô bắt buộc phải kéo hồ sơ ra. Khi mà cô kéo hồ sơ ra, cô thấy ông này ông đâu có đau gì dữ vậy, ông không đau mà sao bà này bà biết là đau vậy rồi chứa vậy. Rồi bà chứa cho ông này, rồi bà gửi tiền bà bắt bảo hiểm, công ty bảo hiểm nó trả trở lại, chị con chết rồi. Rồi kia, nhưng mà cô cũng chưa chắc chắn nữa, cô mới tới, cô mới gặp cái người bệnh, cô mới hỏi, cô biết cái lý lịch bệnh hoạn của người này không đến nỗi tệ như vậy. Tất cả những cái này là thổi phồng ra để lấy tiền của người khác không? Thì bây giờ tự nhiên cô đem câu chuyện cô nói với sự, cô nói bây giờ mình là cái người như thế nào? Người tu hành mình cái chân thật, mình là thiền sinh mà. Sư nói theo ý của sư không nên khoan hóa đã. Vì cô là ma mới mà, cô lơ mơ ta bóc cổ cô, ta kêu cô vô đó là chỉ lo lắng cho bệnh nhân chứ cô đâu có lấy lật lại cái chuyện quá khứ để cô nói cái gì đâu. Và thật ra là cái người mà tới lần này đó, họ cũng không để ý gì cái chuyện quá khứ nữa. Thì cô, cái bộ phận của cô chỉ cần hỏi thôi, qua thử họ có làm như vậy không, nếu họ có như vậy bây giờ họ khỏe chứ, họ khỏe rồi đừng có đụng tới nữa. Còn cô nghe cái kiểu họ nói thì là họ không có, và có thể là phòng mạch muốn nói lên để mà lấy tiền mà khai gian để mà lấy tiền có bảo hiểm, thì thôi đó là cái chuyện làm ăn của ta, mình đừng đụng tới, nguy hiểm lắm, mình đụng tới cái nồi cơm của ta đuổi làm sao. Cho thì cô này, cô nghe sư khuyên mà cô không chịu, cô không có muốn đâu, cô không có thích. Khi cuối cùng cô nói, sư nói cũng có lý này lắm, mà con thì không thể hợp tác với những người này được, vì vậy cuối cùng con bỏ cái bệnh viện, con đi chỗ khác. Con chẳng thà là con đi làm, nếu mà trong cái nghề này mà đi đâu mà cũng gặp những cái chuyện gian dối như vậy, thì chắc là con bỏ cái nghề này, con đi học cái khác. Bởi vì cái tâm con không cho phép làm chuyện này, sư nói cái này rất là tốt này. Nhưng mà cô phải nhớ một điều là cô đúng, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép con nói. Mình cứ cẩn thận chứ. Đó là cuối cùng cô bỏ, cô đi học bác sĩ. Học chuyện khoa. Mà sư cũng hy vọng rằng là cô ra trường bác sĩ để cô không gặp như ông bác sĩ ăn gian như vậy nữa. Vì cái nghề mà nghĩa là bảo hiểm với là mình mà bắt chính phủ nhà nước trả cho bệnh nhân những cái bệnh mà cái mình là tưởng tượng không là nhiều lắm quý vị. Trở lại cái câu chuyện mà vị này nói rằng là có những cái kinh nghiệm, mà con kinh nghiệm rồi mà đến khi mà con gặp thiền sư không nghĩ không quan trọng, không cần chi phải nói nữa. Bởi vì nó cứ lập tới rồi thì thiền sư nói không, kinh nghiệm nào cũng nên nói hết trơn. Bởi vì khi mà bạn nói như vậy thì nếu mà những cái chuyện mà tôi nghe được và tôi thấy rằng là bạn có những cái sơ sót ở trong này, tôi sẽ dẫn bạn đi thêm một khúc nữa. Bạn cần phải có sự tiến bộ trong sự tu tập của bạn chứ. Bạn chỉ thấy một thôi, tôi sẽ nhắc cho bạn để ý nữa, quan sát thêm nữa, để thấy nhiều hơn nữa. Như vậy tôi sẽ dẫn bạn đi thêm một khúc nữa. Vì vậy cái kinh nghiệm nào cũng cần tình hết. Bạn cần cho tôi biết bạn đã kinh nghiệm những gì trong quá khứ, điều này có thể giúp tôi hiểu những gì bạn kinh nghiệm trong hiện tại. Ghê không? Bạn nói cho tôi biết là hồi trước bạn kinh nghiệm sao, bây giờ bạn kinh nghiệm sao. Thì cái này làm thế mà mình đã kinh nghiệm thật là mình nhớ là cũng thế nào quên được, ngoại trừ rằng mình tưởng tượng ra thì cũng nói. Cho mình đã thực sự mình kinh nghiệm rồi đó, thì mình thêm phải nhớ. Thì nếu được thì bạn trình cho tôi cái mà cuối cùng bạn biết, cái cuối cùng mà bạn kinh nghiệm. Mà nếu mà bạn cảm thấy là bạn còn nhớ những cái gì kinh nghiệm trong quá khứ thì nói cho tôi biết luôn, bởi vì tôi sẽ giải thích cho bạn tại vì sao mà có cái này là vì có cái này, vân 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 vân. Thưa sư, con hành thiền đều nhưng sự tiến bộ của con không ổn định. Có lúc thoải mái, đối tượng có mặt sẵn đó, có thể thấy nhiều đối tượng cùng một lúc mà không cần nỗ lực nhiều, sự hiểu biết cũng từ đó phát sinh lên. Có những lúc con thấy cái sự thực tập con rất là tốt, ổn vô cùng, là đối tượng rõ ràng lắm, luôn luôn có mặt sẵn, chỉ cần để ý một chút là thấy đối tượng.
có thể thấy được nhiều đối tượng cùng một lúc. Tới niệm nhiều niệm mạnh rồi không cần nỗ lực nhiều, sự hiểu biết cũng phát sanh lên, phát sanh một cách tự động. Nhưng thưa thư sau vài ngày là thấy bắt đầu căng thẳng, thấy đối tượng mờ đi, không còn rõ như hồi trước nữa. Tâm bây giờ chán nản, mất tự tin trong việc tu tập. Con biết vấn đề chủ yếu là thái độ sai, cái muốn nhiều quá, len lỏi vào lúc nào không biết. Sau đó con sửa lại thái độ cho đúng, chỉ một thời gian thôi lại sai trái trở lại và cứ lập tới lập lui hoài như thế. Con tập, con đều đang tiến bộ lên 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 lên. Đó có một ngày đẹp trời nó trùng xuống. Hồi trước thì đối tượng rõ ràng, bây giờ đối tượng nó mờ. Hồi trước thì cái niệm mình rất là mạnh, bây giờ cái niệm nó rất là lơ mơ. Rồi mà thấy chán nản thì mất tự tin trong pháp hành. Con biết cái này do tại thái độ của con, của chân chánh. Con cầu nhiều quá, đổi thái độ. Cái việc thực tập nó trở lại, chụp vài ba bữa nó lặp lại một lần nữa. Thiền sư nói sau khi đã điều chỉnh thái độ chân chánh rồi, nhưng sau đó thái độ sai trở lại thì mình sửa nữa thôi chứ biết sao đây. Đó là cái sự tu tập của mình mà, cứ làm sao mà trật hoài, cứ mỗi lần trật mình sửa. Để rồi cuối cùng sao? Chỉ mình trật lần một lần nữa thôi và mình sửa luôn rồi, không còn hư nữa. Thì những cái lần đập này này mình mới rút kinh nghiệm cho lần tới chứ. Có ai mà nấu ăn mà nấu liền mới nấu được, mới hỏng cái mà nấu được ngon được liền đâu, phải không? Nó có hư tới hư lui, nó cháy, nó khê, nó khe, nó dở, ta ăn che lên che xuống. Nhưng mà mình nấu hoài rút kinh nghiệm, không? Mình ăn mình cho người này ăn thử qua thử sao, nếu được thì mình sửa lại sửa cách này sửa cách kia, lát cuối cùng từ từ nó phải tốt. Như vậy cái tốt ngày hôm nay là cái cuối cùng. Và trong cái quá trình là biết bao nhiêu cái sai. Thì cái gì là chuyện bình thường, chứ có cái gì mà phải thắc mắc đâu. Vì vậy nếu có sự thực tập của bạn nó không đúng, cái thái độ của bạn sai, bạn sửa lại. Bạn sửa lại rồi nó sai nữa. Sai nữa, sai, mình sửa nữa. Mình sửa chứ chừng nào nó đúng thôi. Cũng giống như nhiều vị đạo sư nói, thưa sư bây giờ cũng thấy tâm tham không dữ quá. Con biết tham á, con vẫn nhào tới như thường. Thì sư nói như vậy là cái trí tuệ của mình còn yếu mà. Còn yếu thì lần tới mình cố gắng mình quan sát nữa. Quan sát nữa rồi mình nữa hư nữa. Hư nữa rồi mình làm nữa, mình làm hoài, làm hoài, làm hoài, làm hoài. Đức Phật mất tới 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Còn mình bao nhiêu kiếp tu đây? Nhiều lắm là chừng 150 khóa thiền ở Đại Phật Sơn thôi, chứ có nhiều nữa đâu. Vậy là mình cứ nói là tu lâu rồi. Đây là diễn trình của sự tu học, của sự thực tập. Nó trồi, nó đục, nó bất thường. Chỉ khi nào bạn thật sự thuần thục trong pháp hành thì mới không trồi đục nữa. Khi thiền tập lên xuống bất thường, điều này có nghĩa là trí tuệ của bạn còn yếu. Do đó bạn tập thêm nữa để nó lên, nó yếu, nó tuột xuống, bạn cho nó lên. Lên một chút nữa tuột xuống, bạn cho nó lên nữa. Cứ lên hoài, trí tuệ nó lên hoài, nó từ từ nó sẽ mạnh. Do đó chúng ta cần phải tập đều đặn và lâu dài, tích lũy trí tuệ khi một ít cho tới lúc tròn đủ. Sau này khi niệm định tuệ mạnh thì đức tin cũng sẽ mạnh theo, và chúng ta không có bỏ cái sự tu tập nữa. Còn bây giờ cái đức tin mình nó còn yếu, thì trí tuệ mình còn yếu thì mình lại ba hồi nó lên, ba hồi nó xuống, nó sồi. Nó lên thì mình nói, còn nó sụt xuống là mình mất được tiền. Thiền sư nói đừng làm vậy, hãy tiếp tục tu tập nữa. Cho tới lúc nào tâm mình mạnh, nó không còn sụt nữa, lúc bây giờ là đức tin nó là rất là vững bền rồi, nó không còn bị rung động nữa. Thưa sư, con cũng để ý như thế. Con thấy rằng khi nào con tu tập mà tiến bộ thì đức tin của con rất là mạnh trong pháp hành. Đúng rồi, do tại bạn không hiểu thế nào là tiến bộ. Bạn cứ nghĩ là phải có những kinh nghiệm mới mẻ, đặc biệt, tuyệt vời nào đó mới gọi là tiến bộ. Trong thực tế điều này không quan trọng. Với tâm chúng ta cần mất rất nhiều thời giờ, mỗi khi một ít từ từ tâm mới chuyển hóa. Cũng giống cái trái cây mà nó chín ở ngoài trời đó quý vị, mất thời gian rất là lâu. Đợi hoài, hầm hườm chút một chút. Đúng không? Nó hườm thêm một chút nữa. Hườm tức là nó đỏ đỏ đó. Rồi đến khi mà đủ nắng, đủ đồ, đủ điều kiện rồi, nó chín mùi rồi thì quý vị ăn thấy ngon, phải không?
phòng mình chú trong khí đá là mình bỏ cái khóa chắc vào trong á, thì chiều tới mai thì nó chín liền nhưng mà đâu có khó, còn đọc điện nữa. Vì vậy ông Thầy Sương nói rằng là cứ mỗi lần một cái sự thất bại như vậy là nó sẽ đóng góp viên gạch, đóng góp cái sự thành công về sau này, thì đừng có thất vọng. Mà thiền hành giả là thất vọng dễ lắm, nó tập tốt cái thôi loạn buông xuống, sau một chút là bắt đầu chán rồi muốn bỏ cuộc. Nói cách khác, phải chờ rất lâu mới thấy sự chuyển đổi của tâm. Khi tập đúng thì trí tuệ phát sanh một cách tự nhiên. Khi trí tuệ phát sanh phát triển một cách tự nhiên, trí tuệ sẽ lớn dần mỗi khi một ít, chứ không ồ ạt một lần như mình nghĩ đâu. Cái sự chuyển hóa nó thay đổi từ từ mà, nó đâu có chuyển hóa liền được đâu, có phải tu ngày hôm nay ngày mai mình thành thánh liền đâu. Nếu mà mình thành thánh thì mình cứ nghĩ là mình thành thánh thôi. Rồi nhiều vị hỏi, vị chấp bất hồi thời vì Đức Phật làm sao? Đức Phật chỉ cần nói một câu, nhiều vị đắc đạo quả, đắc luôn cái A-la-hán luôn. Quý vị quên một điều rằng các vị đó là cái ba la mật của các ngài cũng rất là lớn rồi. Tu hành nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ Đức Phật chỉ nhắc trở lại thôi, nói trở lại một chút thôi là ta nhớ, ta làm được. Cũng giống như một cái người mà đã cái nghề một bất tinh luyện về một bất cứ một cái nghề nào đó, thì bây giờ đi tới quốc lộ nào, đi qua bên xứ Mỹ, đi xứ này xứ kia, đi lang thang đi tới chỗ nào, chỉ cần họ đưa cho mình chiếc xe là nếu mà mình đã sửa giỏi Việt Nam thì qua bên đó mình làm cũng được. Bởi vì nó cùng cái nguyên tắc mà. Là mình quen, mình thả một cái nghề nào rồi thì cái nghề đó nó cỡ mình ngoài. Âm nhạc mình cũng vậy, học giả là những cái nghề mà những cái nghệ nhân quý vị, họ rất là giỏi về cái vấn đề mà tô sửa rồi vậy, họ sơn son, họ làm rất là đẹp, họ sẽ đi đâu họ cũng sống được nhờ cái nghề đó. Đó quý vị nghe, có những người họ chỉ biết sửa lại những bức tranh đó, những cái bức tranh mà xưa rồi bây giờ nó hư hao rồi, bây giờ họ phải tô sửa lại, xong sửa ra đúng cái màu của nó, là cả một cái nghệ thuật rất là dữ. Sư nhớ có một cái câu chuyện là cái chuyện này thì nó cũng có gì liên quan nhưng mà nó nhiều tới cái chuyện mà mình nói là cái nghề nghiệp ấy. Thì có một cái chị đó, thì cách đây khoảng chừng quay 1995 thì như vậy tức là cũng cần có hơn 20 năm rồi ha, 95 năm 2018 mười mấy năm rồi. Thì lúc bây giờ là cái chùa của thầy của sư là của chùa Thích Ca Thiền Viện đang xây cất, chuẩn bị xây cất. Rồi cái chị này nó ở đâu trên cái vùng miền Đông mà, rồi chị không biết làm sao ai giới thiệu chị đi học thiền với ngài Hòa Thượng Kim Điệu. Rồi chị học một thời gian xong rồi chị tình nguyện chị đi làm từ thiện ở trong cái hội mà nhà thờ đó. Chị tính làm như vậy, chị tính bỏ nghề, chị tính không đi làm nữa, chị tính đi vô trong mấy cái nhà thờ chị phụ giúp chị xây cất, để chị tạo mấy cái giống như gọi tăng xá vậy đó cho các cái hành giả mà nhưng mà bên Thiên Chúa. Nói nhưng mà rồi cái tự nhiên cái cơ duyên sao chị gặp được Hòa Thượng. Nói thì chị học thiền với ngài, thì Hòa Thượng nói là bây giờ này sư cũng có cái chùa sư sắp xây này, nếu mà con mà giỏi về vấn đề xây cất thì giúp sư đi. Đó thì chị về ở bên Cali, chị đang ở bên miền Đông gần Đứa, chị về bên Cali chị giúp ngài Hòa Thượng. Thì chị ở đó mấy năm trời chị làm không công mà, làm bất kể ngày đêm. Thì lúc mà chùa mà xong rồi đó, thì không phải là một sớm một chiều mà xong đâu. Xong cái này thì ngài muốn làm thêm cái này nữa, muốn làm thêm cái này nữa, làm cái này cũng như mình thấy bất sơn vậy, có bao giờ mà xong đâu, xây cất hết cái này tới cái kia như vậy không? Đó nhưng mình chỉ nói tới một lúc chị phải đi rồi, tại vì phiền não quá, ở trong chùa quá phiền não, chị chịu không, chị bỏ chị đi, chị trở về lại New York, trở về lại bên vùng miền Đông. Thì em của chị nói, chị nhớ giùm tôi này, khi mà chị về chùa để chị giúp chùa là chỉ có một chiếc xe, thì chỉ có mấy chục ngàn đô này do tiền lương của chị để dành, rồi chỉ có một cái trương bụng tiết kiệm của chị nữa, thì có nghĩa là tiền bạc xe cổ đầy đủ hết. Đi về chị về chị đặt cái gì, thân tàn ma dại, không có một cắc trong túi nữa. Bây giờ tôi về bên này phải ăn bám của em, công ăn việc làm cũng mất rồi, đi 5 năm rồi thì mất công chuyện, mất hết rồi. Rồi gì đây, cái xe cũ cũng cho luôn nữa.
thì cái xe nó cũ đâu có đem từ dưới Cali qua đi miền Đông đi cơ, 8-9 ngàn cây số để lại cho người ta. Cuối cùng cái xe nó cũng bán về dài cũng không làm được hết trơn. Tôi chỉ nghĩ em không buồn khổ lắm, mà nói rất là dữ. Họ nói cảnh nó khoe, họ nói trời ơi sao đi làm thiện được cái gì, ở giúp chùa được cái gì, đem niềm đóng phiền não rồi thanh tàn ma giải, không áo không có tiền của bạn, không có xe có cổ có cái gì trời. Mà chị nói rằng là bây giờ không về cũng được, bây giờ ở chùa phiền não quá rồi làm sao đây, phải đi về. Đó quý vị biết không, bây giờ người ta làm phước là có phước à. Chị nói chị đi về cũng có một tuần à. Thì chị đi gặp trở lại cái ông chủ của chị, chủ cũ. Chị tới là chị thăm thôi. Là tại vì bạn của chị nói rằng là mày nhớ là mày đi 5 năm rồi á, là mày không có cập nhật khóa được đâu. Bây giờ cái nghề, ngành nghề của mày là cái nghề về kiến trúc á, là bây giờ nó dùng toàn máy vi tính không, nó vẽ bằng máy vi tính không. Mà hồi trước thì mày vẽ tay, nhà quê rồi, thua rồi, ai bây giờ vẽ tay được. Thành ra bây giờ chị về đó là chị phải làm cái việc tức là thấp hèn hơn cái chuyện đó. Nghĩa là hồi trước giờ nó cho mình vẽ thì bây giờ mình không vẽ, mình phụ tá cho người ta thôi để mình học từ từ rồi mình trở lại cái nghề của mình. Thì chị nói chị tới chị thăm cái ông chủ của chị để chị thăm ông thôi. Thì ông hỏi, ủa cô về hồi nào? Nói vậy tôi về có mấy tuần rồi. Vậy là cô chưa có việc à? Chị nói vậy việc làm gì đâu, mới về mà sao có việc nữa. Vậy trở lại làm cho tôi đi. Thì chị nói mà tôi cái nghề của tôi bây giờ người ta tôi nghe nói là nó vẽ bằng máy computer, máy vi tính không à, mà tôi thì chỉ biết vẽ tay không. Ông nói tôi đang cần cái người vẽ tay này, là tại vì những cái họa đồ mà chị vẽ hồi trước á bây giờ nó hư, cần phải là cập nhật hóa để người ta bắt đầu những cái xây cất thêm mới thì vẽ trở lại cho đúng cái tiêu chuẩn bây giờ, mà trước vẽ tay mà bây giờ vẽ máy thì sao được. Cái ông thuê được cái giá rất là cao, là bởi vì trong đó là chỉ có mình chỉ biết làm. Thì quý vị thấy không, khi mình có một cái nghề mà tinh luyện rồi đó, mình đi đâu người ta cũng sử dụng mình hết trơn. Mà tôi thấy trong này cái phước rất là nhiều. Một người mà đã vì hết lòng làm những cái câu chuyện Phật sự như vậy thì cái tự nhiên cái phước nó trả lại. Mà cái phước nó trả lại chị này chị cũng không để ý nữa. Chị nghĩ rằng mình giúp mấy năm như vậy, tức là mình đã làm được cái bổn phận của mình, là mình hứa với Ngài Hòa Thượng, Thầy của mình là mình sẽ giúp. À, thì bây giờ mình giúp thì thôi được rồi. Lúc đó là chị cũng không học nhiều về tâm nữa, thành ra chị cũng phiền não. À, chị kêu sư là chị nói trong chuyện phiền não không. Nhưng mà mình thấy không, cái phước nó cổ trở lại. Bởi vì mình làm vô điều kiện mà. Chị làm gì đâu có muốn lấy tiền lấy bạc gì đâu, chỉ giúp chùa thôi. Dĩ nhiên là cái sự giúp đỡ của chị nó không bằng những người khác, là tại vì cái nghề của chị nó không có tinh luyện. Chỉ là chỉ phụ tá kiến trúc sư mà thôi, chị đâu phải kiến trúc sư. Nhưng mà cái công chuyện chị làm hết lòng. Chị đối xử rất tốt với nhà thầu. Vì chị đối xử tốt với nhà thầu cho nên nhà thầu nó không ăn gian không lẫn của chùa. Cũng giúp cho chùa được một mớ tiền đó. Rồi vì là chị là cái người mà là tình cảm rất là nhiều. Vì vậy khi mà chị làm công chuyện chị bỏ qua, có hư ha mà chị không có nói gì nhiều. Cái là thương người ta đó, chỉ nhắc nhở người ta làm gì đập thôi, bây giờ ráng làm lại. Chịu cả hai đều chịu tiền hết. Thì mấy thằng thầu khoái lắm, thích lắm. Vì vậy nó tạo được một cái tình giữa cái người chủ và người thợ làm. Chị không phải là chủ nhưng mà chị đại diện cho chủ mà, đại diện cho hòa thượng. Thành ra cái câu chuyện làm nó hoàn toàn 100% nó phải gặp nhiều cái chuyện khó khăn này. Nhưng mà mình thấy cái tâm của chị nó rất là tốt, và nó trả lại cái quả cho chị là sao, về một tuần có việc làm, ai cũng ngạc nhiên hết trơn. Như vậy thiền sư nói rằng do tại bạn không có hiểu thế nào là tiến bộ, bạn cứ nghĩ rằng phải có những cái kinh nghiệm thật là mới mẻ đặc biệt tuyệt vời mới là tiến bộ. Trong thực tế điều này không quan trọng. Với tâm chúng ta cần phải mất nhiều thời giờ, mỗi khi một ít mới từ từ thay đổi được tâm, mới chuyển hóa được tâm. Nói cách khác phải chờ rất lâu mới thấy sự chuyển đổi của tâm. Khi chúng ta tập đúng, trí tuệ sẽ phát sanh một cách tự nhiên.
Khi trí tuệ phát triển một cách tự nhiên, trí tuệ sẽ lớn dần khi một ít, chứ không ồ ạt đến như mình tưởng đâu. Khi người hành giả tu tập liên tục, không giải đãi, không biến nhát, trí tuệ sẽ khởi sanh theo nhiều cách khác nhau. Cũng cùng một kinh nghiệm nhưng sự hiểu biết sẽ khác nhau, hiểu theo một góc độ hoàn toàn khác với lần trước. Lần này hiểu như vậy, lần tới có thể hiểu cách khác, vì trí tuệ được mở rộng, thấy vấn đề ở nhiều mặt khác nhau. Như vậy thì bạn cứ nói rằng là tôi cần chi phải trình pháp, bởi vì tôi nghe những cái câu hỏi của hành giả khác là tôi không biết cái câu trả lời của mình thật ra không phải. Vì tâm bạn khóc với tâm người đó. Đó là chưa kể rằng mỗi lần bạn nhìn cái vấn đề, bạn sẽ hiểu trong một cái khía cạnh này, nhưng mà lần tới cái sự tu tập bạn nhiều, bạn sẽ hiểu nó thêm nữa ở cái khía cạnh khác, gọi là nhiều góc độ khác nhau của vấn đề. Và khi mà trí tuệ chín mùi thì nó có một cái nhìn rất là tổng thể hết tất cả những cái gì xảy ra. Vì vậy cái người đó mà đã hiểu được nhiều khía cạnh thì làm sao mà khổ được? Khổ là tại vì chỉ nhìn vấn đề ở một khía cạnh nào đó thôi, rồi mình chấp mình cho cái này đúng. Trong thực tế là vấn đề nó mình có thể hiểu theo nhiều góc độ khác nhau, nhìn theo nhiều cái khía cạnh khác nhau, chứ không phải ai cũng nhìn giống nhau hết được. Vì vậy khi mình hiểu được như vậy rồi thì mình bắt đầu mình có cái sự tha thứ cho cái lời nói của người khác, bởi vì mình thấy rằng họ hiểu cái vấn đề khác, cũng nhìn một cái câu chuyện nhưng họ không hiểu thì giống như mình đó. Cái sự cảm thông, cái sự tha thứ của đó mới tới. Mình nói thông cảm là tha thứ, mà thật ra mình ít tha thứ lắm, mình chấp nê rất là dữ. Và tới khi mà mình biết tha thứ rồi đó thì mình cũng bạc tóc rồi quý vị. Ớ nhưng mà còn ít hơn là mình không biết cái gì. Vì vậy vị thầy này thường nói rằng hãy tu tập đi, trí tuệ nó không ồ ạt nó tới đâu. Bạn đừng có tưởng là bạn ngồi thiền rồi bạn sẽ thấy ánh sáng nó chớp lòe ra, rồi bạn thấy hào quang nó xẹt, cái đó không phải đâu, cái đó là giả. Cái trí tuệ là cái sự hiểu biết của bạn này về cuộc sống này, sự hiểu biết của bạn về cái cuộc đời này, làm thế nào mà ứng xử làm sao cho tốt này. Câu chuyện đúng đấy mà không nói, bởi vì chưa hợp thời, chưa hợp lúc. Chuyện tốt đúng này, tốt nhưng mà phải lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng nói được. Phải lợi lạc cho người, có lợi lạc cho mình, hợp thời hay không hợp thời, nên nói không nên nói, vân vân. Chắc thôi, chắc tới đây cũng đủ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin hồi hương phước này, khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha khuyên thuộc gần xa.